mềm rồi hả? Vậy rồi, sao mềm mềm mềm. Rồi thịt ba chỉ nè, sáng con với mẹ đi chợ sớm lắm mới mua được. Ngon ha. Dạ, sáng con đi hồi 6 giờ á. Ủa. Cái ruộng này chắc bị gà mổ quá. À. Xin chào các anh chị và các bạn. Ủa sao trái đu đủ này là tại hôm nay là mình thấy nó chín mấy bữa nay mà chín hờm hờm đựng khúc gì nè, cái mình để rồi cái bữa nay chín nhiều chắc gà nó mổ rồi à. Nhà không có cỏ luôn mà không có gì nó ăn nó mổ là phải rồi. Cái này hả mẹ? Ừ. Dạ, bữa nay mình hái trái đu đủ này nè, mình vô mình trộn mắm tép ăn các bạn, tại vì ở trong nhà mắm tép mình làm mấy tháng nay ăn được rồi. Trộn mắm tép ăn với nhà đâu có đâu ăn. Cái này rẻ ra lấy muỗng nước ăn nè, coi nè. Hộp em thu lùi luôn nè. Còn mấy hai trái dày chứ. Hai trái này cũng hờm hờm, cũng kiểu mỏ vịt luôn rồi. Ừ. Chỉ cho ngon ghê luôn nè. Xương nữa, có xương con còn một miếng xương với lại miếng gân đây nè. Bữa nay á, giờ bây giờ là chiều rồi các bạn. Cái mình hái đu đủ vô mình trộn mắm tép, cái mình ăn cái bún mắm tép với thịt luộc á các bạn. Ngon lắm. Nhà mình cũng hay ăn món này nè, lâu lâu có mắm tép bạn ăn à. Mắm tép á dùng cái con tép mà đừng để tủ lạnh là mặn đã tươi, con tép để tủ lạnh mặn nó hường hường chứ chứ nó không bao giờ nó đỏ luôn, nhưng mà nó không có giòn nữa. Tép bỏ tủ lạnh không giòn hay sao? Không, không giòn mà nó mép mép vậy á. Ngon quá ta, là phải làm cho thiệt là tươi, tép thiệt là tươi em mới ngon à. Tươi nó đỏ mà nó giòn tép nữa, còn như vậy là nó ăn bún mắm tép thịt luộc đã ạ. Mỏng mỏng quá dung đã mỏng mỏng nó mới thấm mới ngon. Hồi hôm mẹ con ngồi chơi đi Quy. Quay đi kiếm hả? Ngày hôm á biết sao không? Sao thường á là con cái điện thoại mẹ điện mẹ đi đâu rồi mẹ điện là em điện à, hôm qua mẹ điện cái chọc mấy cột luôn mọi cái điện thoại cô lấy mất tiêu rồi. Để cô không mất máy luôn à, cô không biết cô có đem về nhà không hay là cô để trên tường sao đó. Con để cô lấy hoài nha. Đang học sử dụng điện thoại phải không? Đang học xài điện thoại rồi. Đang học nhắn tin cho bạn gái. Không chú ý đến bài vở đó. Quay. Cô phải lấy thôi. Cái đó là sinh hoạt lớp. Xong rồi, sắp xong rồi, còn có 5-6 phút nữa à. Vậy mấy thằng bạn đang mới ngủ đó banh. Gọi là bị ngay phút 90 á. Hoàng mạng ha. Xùi. À, các bạn biết sao ngày hôm qua thằng Quy với chị hai mình với Xuân Hoa đi ghe. Đi ghe làm gì Quy? Đi ra ngoài chạy vòng đi chơi. Người có bắt hình như bắt còn gì nữa không? Dạ, có nhưng mà không có bắt. Chỉ chạy vòng đi chơi thôi. Đi không mát. Cái ra ngoài vui lắm. Vui lắm. À, cái vui ha. Tối Thu là mẹ của thằng Quy á, qua bên đây kiếm tại gọi Quy cũng được. Tại bình thường thì có số điện thoại gọi, nay bị cô lấy rồi đâu có gọi được đâu. Ai bị xua dữ vậy? Thấy không? Xu quá tại xu. Nhưng mà nay mẹ lên xin lại chưa? Dạ chưa. À nay chủ nhật mà. Nó nói chừng nào mẹ lên, mẹ về mẹ có thầy không? Đã không. Hỏi chứ đi hỏi đâu thì sao à. Rồi cái con nói sao? Ăn bún sắc vừa nhỏ nhỏ vậy nè, để cho ăn vừa ăn bánh mì. Và từ con Quy chọc chân cu kia mà. Rồi chết nhỏ luôn rồi. Nó đi chọc cu kia dữ lắm. Nó không kêu nên nó ống lộng vậy. Cái món có nhát.
Mẹ mình đang đút cơm cho Vi và ảnh kìa. Ủa Út mới đâu vậy ạ? Gì hả? Bữa nay chủ nhật cũng làm đó hả? Gì hả? Đói bụng không? Qua chị ăn này nè. Qua chị ăn này nè. Chưa ăn gì phải không? Xong rồi. Qua ăn miếng này đi, xong rồi mà. Ừ, tắm đi qua. Ủa, Út mới qua hả? Không tép. Thằng tổng không tép. Nhật ơi, hồi hôm nay Nhật đi đâu rồi Út? Ở nhà. Ở nhà, à, vậy? Trời ăn nắng đen vậy luôn. Tôi rồi. Nhật đã hết chập trai rồi. Con gì vậy con? Con tép phải không? Con nhận Nhật hay ghê ha. Chứ con tép nè. Đó, tép bự dữ lắm. Mắm tép mình làm nè các bạn. Mắm tép này là mắm tép đặc giớn á. Đặc giớn không? Chứ đâu có mua. Bự bự không à. Mắm tép ăn thịt nó hả? Ừ, có mắm tép nè. Mắm tép ăn với thịt luộc á. Thịt luộc. Thịt ba chỉ nha. Trời ơi. Nghe không? Ăn mắm tép cay quá. Thôi nó biết, nó thấy ớt ớt nè. Vì mắm tép cay hả con? Vì đẹp quá ta. Hồi bạn áo đầm đẹp quá. Đâu coi coi, coi coi. Nay phái làm công chúa dữ lắm nha ông bà. Vì khoái làm công chúa dữ lắm. Công chúa nhà cho hết nha công chúa. Khoái lắm, khoái cái áo đầm này dữ lắm, nó có cái nơ nè. Làm công chúa. Vì sáu thì vì sáu lấy cái gì sáu chừa lại nước, cái lỡ mà có lạc thì mình chan nước vô thêm. Chứ không mình đổ nước hết nó mặn. Mặn chết. Nhìn ngon quá con tép nhìn nó bóng mộng mà nó đen, ủa lộn nó đỏ gì sao? Con tép mặt đất này ngon hơn con tôm chấu nè. Thịt không à? Mà như con tép mặt đất này làm đâu ăn lắm nha con. Còn tép mặt trắng á, nó tuy dần nó không có đỏ nhưng nó mềm. Nó nhìn ăn ngon. Còn con tép này nó lâu lắm. Nhìn con tép nó ngon hay ghê. Tao mấy. Này vừa thấy thì vừa ăn đây mà không biết. Mẹ mà em nghẹn con. Cái gì muốn nước nữa. Không ăn để ăn một cái chút. Cái này làm vừa ăn luôn, khỏi có khỏi trọng đường gì ta. Tại con làm nó ngọt á. Cái nước nhiều đường chút xíu. Cái này 700 gram đường 1 lít nước mắm á. Ngon không? Nước mắm đệ nhị nha. Tao mẹ nghe là thắng kẹo lại. Có mùi nước mắm thì nó được. À chị biết rồi, chị cưng biết sao không? Chắc là tại nhiều nước mắm ít đường á. Ít đường nhiều nước mắm. Với lại nước mắm không ngon á. Mà nó nặng là rút vô té vừa ăn hình sao? Cũng vừa ăn chị. Là mà mặn quá cái nó rút vô tép, cái tép mất thịt trơn. Út thử coi được không chứ nói gì. Cưng chiều mới làm về là chưa ăn hả? Ăn. Ơ nó đang bún vậy, nó đang bún. Thôi con vô con lấy cái chén đi. Nó thấy là ớt mà đi lấy cái chén nhỏ đi Nhật, rồi ra đây gì ba cho ăn. Thịt này Nhật. Ăn mi mẫu. Ai nhìn nó đợi cái thùng bánh kem nó sợ. Được. Giờ lấy dành Nhật cái chén này cái ăn xong rồi đi, lát con đi đâu? Em đi qua Hương bị gì? Đẻ hả? Ở đâu? Ở bệnh bệnh viện hả? Không có, nó về rồi. Nay có tiền. Để hả? Không có thăm qua thăm thấy không? Gì quá ha, mày cho tiền ha, mua gì cho nó? Mẹ em cho con gà. Được rồi. Con gà có đem theo gừng nha. Con thì con đi thăm đẻ con hay mua thịt hoặc là cá lóc. Không có được đâu. Không được, không được. Nè nè nè. Đi đi lên bóng rồi đi. Dạ. Dạ. Dở quá. Đi nè ngoan, dễ sợ luôn rồi đó. Đừng thò nhúng nhân ra. Để ăn rồi chén rồi đổ ăn. Đúng rồi.
Rồi, nhà mình thêm mắm tép ngon quá các bạn ơi. Nè, có rau sống nè. Đó. Cái thịt luộc nè. Mắm tép nè, nhìn là thấy đói bụng rồi đó. Trời, mình nói thiệt với các bạn. Mình nói thiệt với các bạn là trời trưa nắng ăn uống không có nổi. Nhưng mà nhìn cái món này mình thấy hấp dẫn nè. Mình thấy là mình thèm rồi đó. Có cây cay á, ăn mới bắt. Đó nhờ, thịt cho nhỏ tép. Tép á, tép đỏ chát luôn nè, thấy không? Tép mình làm đó. Hồi lúc trước mình bán là tép đỏ vậy nè. Nhưng mà nay thì mình hết bán rồi. Tại vì hết tép để làm rồi. Đó. Tép đỏ vậy nè, thấy không? Ngon lắm các bạn. Ê, đâu có nữ ngọc tay vô. Tép bự ha. Dạ, tép bự không à. Có nữ ngọc tay vô nhỉ. Để mỗi thứ góc gì nè, nào cũng được. Để hồi lô bô cứ quên. Thấy. Cho ăn tép. Lấy nhiều nhiều vô, lấy nhiều nhiều vô. Rồi dưa thịt. Dưa thịt. Cái này thì làm cho cô Tư, cho cô Tư bưng về. Quy quy làm cho quy đi vi. Làm cho cô Tư bưng về ăn. Để chấm chấm cô Tư mới mần hồi nãy, cô Tư ngồi chút cọng lá. Thầy quý quý làm cho quý cho quý ăn gì dạ. Ha Út. Còn kia em ăn dưa nữa Út, em ăn ăn kia ăn dưa thôi, không ăn giá. Không ăn rau hả? Không ăn giá ở giá hay gì vậy? Con ghét ăn giá. Ăn giá ở giá nó không ăn. Cái này trộn mắm tép vô là dừa đó, chứ không có cần chan nước. Chan, ăn chút xíu. Chút xíu thôi. Đây nước mà chan rồi. Để mặn à. Rồi, được rồi. Thôi, đớ góc này ra luôn rồi. Đưa cái điện thoại là ngồi ra. Đưa cô Tư đi. Hết vậy bạn. Cô Tư cũng ngại. Cổ mới cho còn lá gì cũng ngại. Có gì đâu mà ngại. Con Út làm giống bán quá. Con Út làm giống bán rồi đó. Út làm giống bán. Con mang làm chứ đẹp lắm. Nó chết thì gấp nữa, em to nhiều quá gà. Được mấy răng thì Tư, mày bé mấy răng chưa? Chưa biết của Tư. Ít xịu à. Ít xịu. Bắn tép. Đeo trần, xào thấy xào không có một cái. To to rồi. Cái này có mấy chục không bẻ bỏ rồi bà hai đứng chỗ đấy. Mày bà đứng chưa được. Có mấy trái nữa nha Tư, nó không khá là dưới móc bậy rồi. Nhấp thịt cho nó ăn không? Xé thịt cho trời. Hả? Ngon quá các bạn ơi. Hấp dẫn quá. Con dòm là thấy đói bụng rồi á. Chan chan vô đây một miếng nước nữa. Mà công nhận mình là mình người Việt Nam mình ăn cái gì có hơi mà có mắm là ngon thì sắc ngộ vậy không biết nữa. Mà giả sử như cái gì làm cái món nước mắm ngon là cái món ăn nó ngon. Cái như gì làm bánh xèo ha mà. Thì bánh xèo ngon mà cái nước mắm không ngon ăn cũng không ngon bằng đó. Ai có muốn thêm gì thì lấy. Ăn cái gì sao ăn mẹ. Ăn đi Quy. Dạ. Xin mời ông hai con bác. Hai con tép này sao? Con tép dạ. Đã tươi luôn á. Dạ. Con tép mặt đất nè. Con khoái ăn mặn à, không khoái ăn lạc. Dạ hả? Trộn lên. Trộn. Ờ nhìn hấp dẫn quá. Muốn mặn à, chưa ăn mà nhìn. Nhìn là thấy muốn ăn liền rồi. Nếu mặn chăng thì thêm mắm tép là mặn hồi vậy. Dạ. Cái này cũng lâu ăn nè, ăn vô. Lâu ăn món này nè. Lâu ăn đó vậy. Món này mới ăn không ngán gì hết, ngon. Dạ. Cái này gặp đang nói bụng nên cả hai tô. Ăn nó bụng hai tô. Hết bún rồi nha con. Nó tội nghiệp không? Hai tô chắc tôi ăn gạo với tép mắm tép quá. Với cơm. Con mới căng mũ mới nó lạc quá. Vậy hả? Sao không? Chắc tại con ăn mặn quen rồi. Ừ, ăn mặn.
ăn mặn chắc da cá thịt á, trộn vừa ăn này chứ không có mặn. Vậy là không phải là vậy là do mắm tép con làm vừa ăn nó không có bị mặn chứ, nhầm người là mặn lắm, mặn mà nổi mất thịt tép luôn mà. Mặn nghe nó ăn mới kỳ kỳ sao á. Ừ, hủ mắm tép à. Ơi cháu ơi, Út làm không đều vậy ta, nó tao bự tao nhạt. Con tép nó chắc thịt rồi hả người dục. Cô chưa ăn nè. Để nó làm cho con Quy cái tao bự á, Quy ăn ngon lắm. Út làm chi không đều hết à. Ừ. Cân che tao cân gì có chốt à. Ngon dữ lắm á Dung. Xin mời các chị các bạn nha. Để con ăn thử nữa nè. Đúng rồi, vừa ăn hả? Nghe nhớ à. Ừ. Tép cứ nhớ gì nhớ. Sao mẹ em làm bở ra vậy kỳ rồi. Cắn vô rồi như là bắn nước kìa á. Bí quyết gia truyền là mới được. Đi. Chắc là học ngày chưa tới. Ngon quá. Bí ghẹo con. Không chơi Phi luôn. Mắm tép nhiều khi người ta không biết ăn món gì. Nhiều khi người lạ chưa có ăn mắm tép bao giờ á, thấy thì mình thấy mình nói ngon mà không biết ăn món gì. Bữa nay mình chỉ cho các bạn ăn cái món này là ngon lắm á. Nói các bạn thôi vậy làm thử cái món này ngon lắm. Đặc biệt gì có ở đây mới có thôi. Là không chỗ nào. Hình như miền ngoài mắm tép kiểu khác, chính nhất như của mình. Mà đâu có mắm tép giống của mình đâu. Không có chị mỗi miệng khác nhau. Mỗi miệng khác sao? Ở chỗ đâu có mắm tôm. Nước tôm hình như người ta bầm ra hay gì đó không? Phải không? Nó say hay gì á. Nó hốt. Nó không quá trình. Thôi ăn cái này chiều nay khỏi ăn cơm nó không đi nó ăn hai cơm chiều đi ăn không ăn cái rau nó ăn gì. Ừ, uống rau không ăn rau không không ăn rau nó không có tốt cho sức khỏe. Ăn rau được da chị cũng giống con à, ăn rau giờ ăn rau cho nó đủ chất. Con không chịu, không nói chịu chúng ta. Mà vì sao tôi thích ăn rau luộc, trời ngộ vậy. Thích ăn rau muống, rau lan, rau luộc vậy á. Chịu ăn không ngon sao. Ăn sắp tôi không thích bằng. Rau luộc chấm nước mắm rồi này kia, chấm chương, chấm tương, chấm chao vậy á. Cái này nè, có chuối khế đỏ chấm ngon. Chứ này ăn không có cà rau sắm thì cà cạch chuối cát chuối già đâu á. Bữa hôm nay sao tự kêu muốn lép đây bị đòn ăn gì à, cà cạch mỏng mỏng gì ăn thật không ngán nha. Có cà ăn ngon. Dạ không lỗi vậy á. Không lỗi với cây quế á, sao tôi ưa lộn quá. Hết cái đào tía tàu lắm, tôi bỏ tóc bỏ không anh Dung. Mà giờ tía tàu cũng mất nữa. Gà tía tàu ăn tốt lắm, người ta nói chị nhức đầu vậy á. Dạ. Nó cũng có bài thuốc đó chị. Còn hai cái lá hôi mà thơ ai cũng ăn được ta. Đâu hôi gì? Như cái lá dắp cá gì hết là tao còn không quen. Nói như dắp cá ăn đẹp da. Như những cái lá hôi là giống như lá đinh lăng hôi nè, lá cái tô hôi nè. Ăn cần về lá cũng hôi nữa. Cần về lá. Cần về lá cũng hôi nữa. Mà cần xào á cũng hôi nữa. Cần nói giờ mình xào thịt đâu á. Ai ăn được cũng là mấy lá mà hôi hôi đó là tốt lắm á.
ăn nó thôi thôi được, ăn gì ăn cũng được hay lắm hả, ra gì ăn cũng được mà. Vậy mà hút ăn lá cây tàu được không, ăn mấy lá thì được ghê vậy. Trời đất ơi, lá cây tàu dễ ăn mà. Thế này à, lúc này rồi Huy. Cái này phải chia sẻ cho Quý bớt cái này à. Đánh nhanh nhất bạn à. Nãy với Quý xong à. Quý ăn thêm đi Quý. Ăn rau với em. Ủa ăn, ăn dưa với em. Ăn thêm không? Với thịt với bánh tép. Kẹp cái này ăn ngon lắm rồi. Miếng cơm này ngầu quá. Hãy lấy thêm miếng cơm nè. Hồi nãy thì đòi ăn hai tô, bây giờ ăn xong rồi. Tại hồi nãy em đói bụng. Nãy em thấy ngon quá, nó có hai tô. Rau ăn cũng hết, ăn chút hết à. Tại mắc cỡ tôi chưa? Tôi khá bự nhất. Mắc cỡ chưa hết. À, mắc cho Huy bự nhất mà sao? Hả? Vậy hả? Huy hả? Lộn tô rồi. Hồi nãy Huy có nhiêu đây à? Lộn tô rồi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.